Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Appassionata là một bộ phim chính kịch khiêu dâm năm 1974 của Ý, được đạo diễn bởi Gianluigi Calderone. Bộ phim có sự tham gia của Ornella Muti và Eleonora Gioi, hai trong số những người phụ nữ đẹp nhất trong lịch sử điện ảnh nước Ý. Họ tham gia bộ phim khi còn đang ở độ tuổi đôi mươi, trong vai hai người bạn tuổi teen đang âm mưu tìm hiểu mức độ gợi cảm tuổi trẻ của mình, để có thể phá vỡ một trong những gia đình kiểu mẫu của họ. Đứng đầu là một nha sĩ do Gabriele Ferretti thủ vai và người vợ bị bệnh tâm thần của anh ta. Tiến sĩ Emilio Rotelli là một nha sĩ trung niên chuyên nghiệp, là chủ một gia đình trung lưu và là một người đàn ông gương mẫu. Vợ của anh ta, Elisa, do Valentina Cotti thủ vai, mắc một chứng bệnh tâm lý mãn tính khiến cô không thể làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ. Đó là một trải nghiệm khó có thể chịu đựng được, bởi vì trước đây cô ấy từng là một người chơi piano cho các buổi hòa nhạc, và cô ấy vẫn giữ phong cách của một diva lang thang trong ngôi nhà với những suy nghĩ viển vông trong thế giới mơ ước của mình. Tuy nhiên, chồng cô đã từ chối đưa cô vào một bệnh viện vì cô đã tiếp xúc một phần với thực tế, và cô rất gắn bó với ngôi nhà của mình với cây đàn piano và tủ quần áo đầy những bộ váy dự tiệc xinh đẹp và cô con gái tuổi teen duy nhất của cô, Eugenia, người mà cô ấy đã rất yêu quý khi còn nhỏ. Emilio không đủ dũng khí để tách cô ấy ra khỏi môi trường xung quanh quen thuộc của cô ấy, và anh ấy không thể thừa nhận rằng tình trạng này đã tạo ra khoảng trống trong cuộc sống tình dục của anh ta, và anh ta đang đóng vai trò vừa là cha vừa là mẹ của đứa con gái đang trải qua giai đoạn khó khăn của một cô gái đang trên đà trở thành phụ nữ. Và để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, người bạn thân thiết của con gái anh ta, Nicola, đã đến phòng khám của Emilio và quyến rũ anh ta vì cô cảm thấy rằng cô bị cha mẹ bỏ rơi, do cha cô ấy là một nhà ngoại giao và ông ấy đang cư trú ở nước ngoài. Và cô ấy đã nhanh chóng chuyển đổi một cuộc tư vấn nha khoa thành buổi quan hệ tình dục trước sự bối rối của bác sĩ Emilio, người trong giây phút đầu tiên nghĩ rằng chất gây mê đã làm mờ đi ý thức của bệnh nhân trẻ tuổi của mình. Đây là bước đầu tiên dẫn đến sự sa ngã của Emilio bởi những thiếu thốn tình dục mà anh ấy phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Trong khi Nicola cần tình yêu, thì Eugenia lại cảm thấy bị hấp dẫn bởi cha mình và ghen tị với mẹ cô và Nicola. Cô ấy cũng có những chiêu trò để cố bắt cha mình vào lưới của cô ấy. Bộ phim gây ra nhiều tranh cãi về chủ đề loạn luân và có một chút khó khăn để mô tả bộ phim này. Nó giống như American Beauty, nơi bạn có một gia đình trung lưu bị rối loạn chức năng với một người cha ham muốn bạn thân của con gái tuổi teen của mình. Bộ phim này cũng khá giống với Stay Up You Are năm 1978 mà tôi đã review ở phần trước. Gabriele Ferretti và Marcello Mastroianni khá giống nhau, khiến tôi rất hay nhầm lẫn khi xem poster của hai bộ phim này. Những bộ phim như này khá phổ biến ở thời kỳ đó, với những chủ đề nhạy cảm trong xã hội được đề cập và những cảnh khỏa thân khiêu dâm của những diễn viên tuyệt đẹp. Ngày nay, một bộ phim như vậy không thể được sản xuất hoặc trình chiếu. Bộ phim này không có quá nhiều xúc phạm hay phản cảm và đáng lo ngại như trên báo chí. Nó đề cập đến những vấn đề rất chính đáng và cụ thể trong cuộc sống. Vợ của Emilio bị tâm thần, do đó không thể cho anh ấy một cuộc sống tình dục hoàn hảo. Cô ấy cũng không thể chăm sóc tốt cho cô con gái đang tuổi trưởng thành của mình. Eugenia dựa hoàn toàn vào sự chăm sóc của cha mình và dần dần cảm thấy bị hấp dẫn bởi anh ta. Trong khi đó, Nicola là sản phẩm của sự sao lãng trong gia đình, khi cô ấy luôn cảm thấy trống vắng và rõ ràng là do sự thiếu quan tâm của cha mẹ. Điều này giải thích tại sao cô ấy lại kết bạn với người mẹ ốm yếu và tâm thần của bạn mình. Về phần Emilio, tôi cho rằng phần lớn người xem đều cảm thông với anh ta. Rất khó để một người đàn ông trung niên đang bị bỏ đói về tình dục có thể cưỡng lại trước sự cám dỗ của hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, đặc biệt lại đến từ sự diễn xuất kết hợp của Ornella Muti và Eleona Gioi, một cô gái tóc nâu và một cô gái tóc vàng. Họ thực hiện một số cảnh táo bạo ngắn ngủn và tham gia vào bộ phim khi đang ở độ tuổi 20, nhưng vẫn thực sự phù hợp với những bộ đồng phục nữ sinh. Cả hai đều gợi cảm và xinh đẹp và giống như một sự ganh đua cả bên ngoài lẫn bên trong bộ phim. Đáng tiếc thay, đây là lần duy nhất họ gặp nhau trước ống kính. Ok,
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.